Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Nam lên hát tặng buổi lễ khánh thành họ một bài hát. Xin trân trọng kính mời ông. Cháu xin được giới thiệu, xin kính chào các ông các bà, các bác, các cô, các chú và toàn thể anh chị em trong gia tộc họ Hoàng Mạnh ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Hoàng Văn Nam, con của bố Hùng mẹ Hanh, cháu ông Hoàng Văn Tấn. Xin phép được giới thiệu một chút là gia đình cháu là cũng xa quê cũng phải được 32 năm rồi. Nhưng chúng cháu vẫn nhớ về quê hương và vẫn thường xuyên về quê thăm mọi người. Cháu rất vui hôm nay được về dự buổi lễ khánh thành của nhà thờ họ. Và cháu xin phép được hát một bài để tặng cho tất cả các ông, các bà, các cô, các chú và toàn thể mọi người trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Bài hát được mang tên Một đời người một rừng cây ạ. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, còn nấm như cũng lăn mọc tựa rừng ngành cố thủ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cơ một cây là có rừng và rừng sẽ đến xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng tròn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết danh phận ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chiều, phải đâu trong đông cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết danh phận ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở chiều.
đâu xa. Cháu xin đấy ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Nam.